công. Cây này nuôi mật khỉ nha các bạn. Nguyên cụm rừng trên thân. Làm được chắc khoảng hơn 2 năm tí xíu, 2 năm. Nuôi luôn cục cục, cây này nó cũng già cây đó. Cây này combo mình gửi luôn chậu nha các bạn. Chậu này mình mua ngoài chợ 300 ngàn. Không thích cái chậu thì từ thì chậu lại 300. Còn chậu này được 38. Chiều cao 48. 51. Tài ngang được 51. Cây này nhìn nó cũng hay hay. Không có đường danh thân. Liền nguyên khối nha các bạn, không có ráp cây nào hết nha. Xưa mình khai thác ngoài nhà, khai thác nhà dân là từ một cây ra. Cây này về làm tiêu cảnh rồi cũng được. Ai không lấy cái chậu trừ tiền cái chậu đó bạn, tại cái chậu này mình mua. Cũng anh không bán, không bán mình 300 ngàn cái chậu này. Biết nay rẻ hả mắt. Nó chắc chậu tàu quá. Cái này nay tàn nó cũng già già hơn trước, tàn nó còn non, nay nó hơi già già tí xíu. Bộ tàn nó cũng già lắm. Cái này nhìn nó cũng có duyên được.